Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Hệ thống Việt Nam Hải Ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Tình ca chọn lọc do Bích Duyên và Kim Quyên phụ trách. Vâng, xin thân ái chào chị Bích Duyên. Dạ, Bích Duyên xin chào Kim Quyên và xin kính chào quý vị. Bây giờ thưa quý vị thính giả, để mở đầu cho chương trình Tình ca chọn lọc ngày hôm nay, chị Bích Duyên xin gửi tới quý thính giả nhạc phẩm Nhớ người thương binh của Phạm Duy với tiếng hát Lê Uyên. Chiều quê
vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Người Thương Binh với tiếng hát của Lê Uyên. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mà chúng tôi xin gửi tới quý vị chiều nay đó là bài Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ với tiếng hát Thành Trúc. Vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái với tiếng hát Thành Trúc. Để tiếp nối sau đây, mời quý vị thưởng thức bản Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, thơ Hữu Loan, nhạc Phạm Duy với tiếng hát Quốc Khánh.
biết nó. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu. Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu, người em gái tôi yêu, người em gái tôi yêu. Ngày hôm hôn tôi mặc đồ hành quân, buôn đồng quê bên đôi giày chiến sĩ. Chốn xa xôi nhớ về ai ngại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại. Mà nhớ khi mình không về thì thương cho người vợ bé bỏng chiều quê. Không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ơi ôi, ơi ôi. Tôi về không gặp nàng mà ngồi bên mộ vàng, chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền ngoan, áo anh em điềm đạm, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xanh. Ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường đông bắc, ba người anh được tin, người em gái thương đau và tin giữ đi mau, rồi tin cứ đi sau. Đôi tim hoa xiêm tim cả chiều hoa.
Để tiếp nối, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc bản Tình Anh Lính Chiến của nhạc sĩ Lam Phương. Rồi thưa quý vị, Tình Anh Lính Chiến được thể hiện lại qua tiếng hát Ý Lan. Lam Phương với tiếng hát Ý Lan. Và xin trở lại với chị Bích Xuyên. Và thưa quý vị, hôm nay xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Áo Trắng Thôi Bay, thơ của thi sĩ bác sĩ Dương Đình Hưng, Phạm Tuấn phổ nhạc, do ca sĩ Quang Minh trình bày.
ngoài chiều nay áo trắng bay, hay là khói tùa mắt anh cay, trên tà áo lụa hồn nhung nhớ một sáng yêu thương thủa đắm say. Bao giờ trở lại xứ Huế xưa, mỗi cánh thư xanh mỗi đời mong, sân trường đồng khánh đầy hoa bướm, biết gửi cho anh những giấc mơ. Chiều nay áo trắng bay, hay là khói tùa mắt anh cay, chính ta áo lụa hôn nhung nhớ một sáng yêu thương thủa đắm say.
chiều nay áo trắng bay, hay là khói tỏa mặt anh cay, chiếc tà áo lụa hôn nhung nhớ một sáng yêu thương thua đắm say, chiếc tà áo lụa hôn nhung nhớ một sáng yêu thương thua đắm say. Vâng, thưa quý vị thính giả, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm 24 giờ phép của Trúc Phương với tiếng hát Thành An. Xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chân nghe quen từng viễn sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng ngắn đồ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư là mặt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lẫn mật, đưa ta đi về nguyên thủy loài người, mùa yêu khi muốn ngỏ cũng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đến lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống, thương quê hương và bé nhỏ tình này ngấm trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống, thương quê hương và bé nhỏ tình này ngấm trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ, ngấm trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ.
đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 24 giờ phép với tiếng hát Thành An và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình nhạc chọn lọc chiều nay. Xin mời chị Bích Duyên gửi tới quý thính giả. Vâng, xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Ngọc Anh với nhạc phẩm Nỗi Niềm. Lần vội vã làm chiều không đi chân mày tim ngắt, anh ơi đêm nay em nghe trong vắng buồn em, từng ngày trôi qua tim em héo úa, đêm đêm heo bay và hôn tìm nhau, tìm là mối ngoan nồng nàn thắm thiết, chứ đêm không mơ còn mơ lẻ loi. Đêm em xa anh em chưa quý vị. Chương trình tình ca chọn lọc của Bích Duyên và Kim Quyền đến đây là tạm ngưng. Chúc quý vị một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc.